Xin chào bà con, thì hôm nay á mình quay cho bà con xem về cái vườn sầu riêng. Và mình nói về trong giai đoạn này á, thì bà con luôn luôn quan tâm nhất á, là cái vấn đề mà sầu riêng nó xả nhị, hình thành trái. Thì trong giai đoạn này một số vườn á, bà con chúng ta rơi vào rất nhiều trường hợp. Thứ nhất á, là một số vườn á, thì xả nhị, chưa kịp xả nhị mà đã rụng hoa. Còn có vườn đang xả nhị thì rụng hoa luôn. Thì cái này nó liên quan rất nhiều vấn đề. Thứ nhất á, là bà con không chăm sóc, nước non không đầy đủ. Cái thứ hai nữa là chế độ phân bón. Cái thứ ba nữa là tình trạng nấm cuốn hoa. Thì cái đó là những cái yếu tố cơ bản chung mà bà con chúng ta không có nắm bắt được kỹ thì làm đến cái tình trạng mà cái hoa sầu riêng chúng ta nó chưa hình thành trái, đang sổ nhị mà rụng đồng loạt á. Thì cái đó rất nhiều vườn và tùy vào vườn. Có nghĩa là tùy vào vườn, tùy vào vấn đề mà mình nói những cái phương pháp riêng và cá nhân của mình để cho bà con xem và tham khảo. Còn đối với cái vườn mình đang quay và con xem với cái sầu riêng này đang xả nhị như thế này á, thì mình khuyên bà con những cái vườn nào đang xả nhị như này, nếu có đọt non phát á, thì bà con có thể phun hãm ngọn hay gọi là chặn đọt, và phun chống rụng hoa. Đó là hai vấn đề quan trọng nhất mà hầu như tất cả cái vườn sầu riêng này chúng ta giai đoạn này á, cũng bị tình trạng mà rụng hoa rụng rất là nhiều. Thì có nghĩa là mình theo mình quan sát, mình đã đi những vườn sầu riêng có vườn rụng rất là nhiều và có vườn cũng không có rụng. Thì đó tùy vào cái việc chăm sóc của bà con. Còn đối với clip này á, thì mình khắc phục trước và mình nêu ra những cái phương pháp tối ưu để cho bà con chúng ta tránh tình trạng mà sầu riêng chúng ta bị rụng hoa đồng loạt khi mà đang xả nhị á. Thì trong giai đoạn này á, thì bà con vẫn tưới nước giữ ẩm cho mình nha. Cái đó là cái yêu cầu mà mình khuyên bà con giữ ẩm từ lúc mà ra hoa bắt cua á, cho tới lúc mà xả nhị hình thành trái. Thì lại toàn bộ những cái hoa đang xả nhị á, thì sau khi xả nhị thành trái xong á, thì lúc đó mình sẽ hướng dẫn bà con tới giai đoạn mà tỉa trái. Thì tùy bà con, có những bà con á, thì tỉa hoa rồi tỉa trái, có những bà con đợi tới hình thành trái rồi bà con lại tỉa. Nhưng tùy vào yếu tố của bà con, và có những bà con á, muốn cái nào thì bà con làm cái đó. Đó là tùy quan điểm của chủ vườn và mỗi bà con có cách chăm sóc riêng. Thì theo như quan điểm cá nhân của mình á, thì mình đã hướng dẫn bà con là từ lúc tỉa hoa giai đoạn đầu rồi tỉ thư ra. Thì còn có những vườn thì họ không tỉ, họ để đậu trái rồi họ mới tỉ. Thì đó là cái cách của bà con. Thì mỗi bà con đều sợ kêu là để hoa có trái rồi tỉ cho chắc, sợ rụng. Thì cái đó thì mình khuyên bà con là nếu bà con tỉ sớm thì dinh dưỡng tập trung vào nuôi những cái hoa nó mập lên, nó khỏe hơn thì tỷ lệ đậu sẽ cao hơn. Thì đó là mỗi ý kiến của mỗi bà con nông dân. Thì đây là cái sầu riêng mình quay rất là chi tiết về đọt non, ngọn và cây, để bà con có những phương án khắc phục cho mình riêng. Thì mình nhắc lại, đối với cái trường hợp như thế này thì bà con có thể phun cho mình là chặn đọt, hãm ngọn và phun thuốc chống rụng. Thì đây mình sẽ đi quay cho bà con xem về những cây sầu riêng trong giai đoạn xả nhị. Thì hầu như bà con nông dân chúng ta, mỗi vườn thì mình đi, mình hướng dẫn thì mình sẽ quay những clip khác nhau. Thì sẽ không có cái vườn nào giống vườn nào, không phải là bên mình quay những vườn đẹp cho bà con xem. Những vườn nào trung bình mình cũng quay, vườn đẹp mình cũng quay. Nghĩa là những cái vườn nào mình đến hướng dẫn và khắc phục mình đều quay cho bà con xem những cái công tác, mà những cái vườn mà con ta vô tình chăm sóc và nó bị vướng một số giai đoạn mà bà con không hiểu, để tới tình trạng rụng đồng loạt nhiều thì con mới khắc phục, thì nó hơi trễ cho bà con. Đây mình đi quay cho con rất chi tiết đây. Hoa rất là nhiều, cây nói chung là cũng sung, thì cây cũng cho thu bói. Đây bà con xem nè, mình sẽ quay vô hoa tới góc thân cho bà con xem á. Thì trong giai đoạn này sẽ có những vườn sầu riêng xả nhị xong và những vườn đang bắt đầu xả nhị. Thì tùy vào vườn mình quay những clip khác nhau các bạn xem. Đây thì với những cái chùm hoa trên cây sầu riêng này đang xả nhị rất là nhiều. Đó, con xem. Nói chung là công tác này thì hoa chưa có tỉ, vì đối với bà con vườn này chưa tỉ. Nó kêu để cho nó nhiều rồi đậu trái tỉ một lần. Thì đó trong giai đoạn xả nhị mình mới đến thăm vườn của bà con nông dân. Thì thế nên là cái việc khắc phục tỉa bông nó cũng hơi muộn cho bà con nông dân. Nên qua đó mình cứ để cho xả nhị xong rồi bắt đầu mình tiến hành tỉa cũng được. Nhưng trong giai đoạn này mình cũng khuyên bà con nông dân là nếu vườn nào phát đọt thì phải phun chặn đọt và phun dưỡng hoa chống rụng hoa. Hai cái yếu tố là hai yếu tố quan trọng nhất để tránh tình trạng mà hoa chúng ta rụng đột ngột như những vườn bà con nông dân khác. Và cái tưới giữ ẩm mình nhắc lại là tưới giữ ẩm vẫn tưới nha. Vì ở một số tỉnh bây giờ có những cơn mưa thất thường làm cho một số tình trạng sốc nước, rụng hoa đồng loạt rất là nhiều. Vì thế nên bà con chú ý cho mình.
Còn về phân bón thì trong giai đoạn này bà con không được bón phân cho mình nha. Cái đó là mình nhắc nhở lại để tránh tình trạng một số bà con chúng ta là bón phân dẫn đến tình trạng mà rụng hoa rất là nhiều. Thì còn về phần nấm bệnh á, thì một số bà con chúng ta quản lý hầu như cũng đạt hiệu quả cao rồi. Và côn trùng chế thúc á, thì hầu như giai đoạn này á, một số bà con chúng ta hay bị tình trạng đó là một số con bọ vần nó hoạt động vào ban đêm á, nó ăn cúng hoa chúng ta. Thì cái đó nên bà con tự điều tiết, bà con xem tình hình mức độ thế nào, bà con có thể phun thuốc sâu, phun những loại như là nhúng màng, nói chung là cho nó hiệu quả không ảnh hưởng đến hoa. Một số loại thuốc sâu sinh học có thể bà con xông khói để xua đuổi nó bớt đi. Cái đó là những cái mình nhắc nhở sơ đối với những vườn mà có côn trùng gây hại nha, mà hoa chưa nở rộ thì con có thể dùng những phương pháp đó. Có thể là xông khói và con phun những dòng thuốc nó hôi để nó xua đuổi không tới gây hại cho cái vườn sầu riêng của chúng ta. Còn về cái việc mà quét phấn thì con có thể quét vào ban đêm cho mình, và quét từ lúc mà 7 giờ đêm bà con bắt đầu đi quét được rồi. Cái đó là những cái yếu tố cơ bản mà mình nhắc nhở cho bà con trong giai đoạn mà sầu riêng đang sổ nhị như thế này. Thì một lần nữa mình cũng quay cho bà con xem về tất cả các video và cây trồng ở bên trái cây theo mùa lắc để bà con xem và tham khảo về những cái vườn sầu riêng, vườn cây ăn quả, bơ, và bà con có thể chăm sóc cho cái vườn của mình nó đạt hiệu quả cao. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này.